xin chào các bác. Hôm nay K Plus bên em xin phép review cho các bác một chiếc đôi bilet đấy, nâng cấp cho một chiếc Kia Seltos đấy. Thì bên em vừa thi công lắp đặt xong, thì đây là cái chi tiết bi lắp hoàn thiện này đấy, đây nha các bác nhá, như zin luôn này đấy, thế hai bên nhá đấy, lắp đặt hoàn toàn là zin này đấy. Và đây là một bộ các chủ là nâng cấp một chiếc đôi cớt 6 Pro quá nhá. Đấy, đây là chiếc xe này, em xin phép được trải nghiệm thực tế cái ánh sáng của con bi cớt 6 Pro quá nhá. Đấy, đã lắp hoàn thiện trên một chiếc Kia Seltos bản mới. Đấy, các chủ đã nâng cấp. Em bật đèn lên cho anh cái. Đây này, ánh sáng này. Ở đây này các bác nhá, chất lượng ánh sáng này của một đôi bi này, các bác nhìn thấy không, cái giải bám rất là mịn nhá. Đấy, có điểm tâm sáng này, em pha cho anh đi đây. Pha hẳn đây. Đấy, đây là tâm laser của con bi cấp 6 Pro quá nhá. Đấy, ánh sáng rất mịn này, bám đấy, các bác nhìn rõ nhá, chi tiết luôn này. Đấy, đây là tâm của bi này, đây là cứ đi gần nên là các bác nhìn thấy rõ ràng tâm luôn, lắp định cho em. Nếu các bác đi ở bi bình thường đi cốt này các bác này, cái giải bám rất mịn, và đây ban ngày các bác nhá, ban ngày này đấy, các bác nhìn thấy cái tâm ánh sáng này cực kỳ bám luôn. Lắp đặt thì hoàn thiện này, chuẩn zin luôn nhá. Đấy, bên em đã lắp có cả mắt quỷ đổi màu cho các bác chủ này, màu đỏ luôn, nhìn rất là đẹp luôn nha các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn rõ này, chi tiết này, lắp hoàn toàn là zin luôn, khi các bác tháo lắp hoàn toàn bên em lắp zin cho các bác này. Đấy, khi thợ thi công xong em bật lại cho anh đi. Bên em lắp đặt thì có tặng kèm cho các bác mắt quỷ nhá. Đấy, lắp đặt hoàn thiện, một số đầu xe là có bát zin thì sẽ lắp hoàn thiện, và có bát zin không mất thêm chi phí. Đấy, tâm laser cực kỳ sáng này. Đấy, cho các bác trải nghiệm đấy. Đấy, pha này. Đấy, cực kỳ sáng luôn. Đấy, đèn này. Lắp lên có đường màu kèm mắt quỷ này. Lắp zin hoàn thiện này, hoàn toàn này. Đấy, thợ thi công em đã hoàn thiện. Lắp cho còn xe tốt. Đấy, hai bên các bác nhá, chi tiết này, lắp cực kỳ zin luôn này. Đấy, và quan trọng nhất là giúp bác tài với một chất lượng ánh sáng cực kỳ tuyệt vời nhá, giá thành rất là phải chăng, ở khoảng 8 triệu. Các bác có thể lựa chọn cái dòng bi cớt 6 Pro này. Đấy, sản phẩm sẽ được bảo hành trong vòng 3 năm các bác nhá. Đấy, 3 năm đổi mới với chất lượng ánh sáng. Đấy, với cường độ ánh sáng này thì nó sẽ rơi khoảng tầm 4-5 lần so với cái chất lượng ánh sáng zin. Và có thêm hỗ trợ tâm laser để các bác di chuyển khi pha. Đấy, khi cốt cực kỳ sáng. Đấy, các bác có thể thấy chất lượng rất là ok. Các bác ở Hà Nội nếu có nhu cầu nâng cấp ánh sáng cái dòng bi LED, có thể liên hệ ghé qua cam lướt trực tiếp bên em nhé. Đấy, bên em thì hỗ trợ lắp đặt hoàn thiện cho các bác, tư vấn cho các bác một số các dòng bi cốt, bi gầm và bi pha rất là sáng luôn, chế độ bảo hành rất tốt các bác nhé, 3 năm đổi mới. Đấy, với một quả dòng bi ở cái phân khúc giá như này thì rất là phù hợp cho anh em nhé. Anh em có hỗ trợ và kèm tất cả những cái tích bi đi kèm cho anh em nâng cấp. Đấy, đây là cái chi tiết sản phẩm của em nó này. Đấy, bi cớt 6 Pro LED. Đấy, các bác có thể là sử dụng cái phân khúc này, hoặc là các bác thấp hơn có thể hơn 6 triệu có thể nâng cấp cái dòng cớt 6 TH, và cao hơn thì có thể lên con Pro Laser. Chào các bác nhé, các bác có nhu cầu nâng cấp bi LED có thể liên hệ ngay trong cam lướt trực tiếp bên em. Upsin cho các bác.